Một trong những thử thách lớn nhất mà một đứa trẻ có thể đối mặt là lớn lên trong một gia đình không có người cha hoặc không có sự gắn kết về mặt thiêng liêng. Kinh Thánh nói rõ rằng người cha có trách nhiệm dẫn đầu trong việc hướng dẫn và cai quản gia đình. Thiết lập của Đức Chúa Trời dành cho các gia đình cung cấp cho trẻ em được nuôi dưỡng trong gia đình có cả cha lẫn mẹ, với người cha là người lãnh đạo. Sự hiện diện và tham gia của người cha vào cuộc sống của con cái giúp giảm nghèo đói, lạm dụng, bỏ bê, quan hệ tình dục bừa bãi và hoạt động tội phạm, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất và thành tích học tập của trẻ. Điều này không có gì ngạc nhiên đối với tín đồ Đấng Christ, vì chúng ta biết rằng đường lối của Đức Chúa Trời là đúng đắn và tốt lành. Nhưng còn những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình vắng bóng người cha về mặt thể chất, tinh thần hoặc cả hai thì sao? Có phải những đứa trẻ không có sự lãnh đạo tinh thần của một người cha sẽ phải chịu một cuộc sống thất bại? Một người mẹ không có chồng hỗ trợ trong việc nuôi dạy con cái có phải cam chịu để con mình trở nên hư hỏng? Một người mẹ tin kính có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với con cái của mình ngay cả khi không có một người cha hoàn toàn gắn bó. Người lãnh đạo hội thánh thời Tân Ước tên là Timôthê chứng minh điều này một cách có ý nghĩa. Trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 5, Phao-lô nhắc nhở người đồng nghiệp trẻ về di sản thuộc linh của mình. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Việc thiếu bất kỳ tài liệu tham khảo nào về cha của Timôthê là điều đáng chú ý. Rõ ràng, Timôthê lớn lên trong một gia đình mà cha của ông không phải là người lãnh đạo thiêng liêng. Một số tôi tớ hữu ích nhất của Đức Chúa Trời trong suốt lịch sử mắc một món nợ thuộc linh lớn lao đối với mẹ của họ. Trên thực tế, cha của Timôthê có lẽ không phải là một tín đồ. Khi chúng ta lần đầu tiên đọc về Timôthê trong Công vụ 16 câu 1, ông được mô tả là: tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. Như vậy, ông là con của một cuộc hôn nhân hỗn hợp tôn giáo. Mẹ của Timôthê, bà có đức tin thành thật mà về sau đức tin này đã ảnh hưởng trên Timôthê. Ơ-nít là một người đàn bà Giu-đa đã tin, xong lấy chồng là người Hy Lạp, tức người ngoại bang. Trong lịch sử cũng như trong thơ tín của Kinh Thánh chỉ nói đến đức tin của người mẹ, không nói đến người cha. Có lẽ bà đã trở lại đạo khi Phao-lô đến thành Lystra lần đầu tiên. Đức tin một trong hai cha mẹ đã làm con trở nên thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 14 chép: vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa, còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. Trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 15 chúng ta được biết bà chuyên dạy Kinh Thánh cho Timôthê từ hồi còn nhỏ. Ơ-nít đã được học Kinh Thánh từ mẹ của mình là Lô-ít, tức là bà ngoại của Timôthê. Vậy ta lấy lòng tin kính cũng di truyền. Khi Phao-lô viết bức thư cuối cùng cho Timôthê, ông mô tả đức tin của Ơ-nít là chân thành và đã bắt đầu trước Timôthê. Sự im lặng đối với người đàn ông trong nhà thật là ảm đạm.
dù còn sống hay đã chết, theo đạo hay không. Phaolô không cho thấy cha của Timôthê đã cung cấp bất kỳ sự hướng dẫn nào thiêng liêng cho con trai của mình. Những bài học sớm nhất về sự hình thành thuộc linh mà Timôthê nhận được từ mẹ và bà của ông. Phaolô nhắc lại điều này khi ông nhắc Timôthê rằng từ thuở thơ ấu con đã thuộc về Kinh Thánh. Ai đã dạy Timôthê Kinh Thánh khi ông còn nhỏ? Không phải bố ông ấy. Mẹ và bà ngoại của ông đã lo liệu để ông học Kinh Thánh từ khi còn nhỏ. Một số tôi tớ hữu ích nhất của Thượng Đế trong suốt lịch sử mắc một món nợ thuộc linh lớn lao đối với mẹ của họ. Nhà lãnh đạo vĩ đại của giáo hội thế kỷ thứ tư và thứ năm, Augustine, có một người cha bạo lực, không tin đạo và một người mẹ theo đạo cơ đốc là người nữ tin kính. Chính lời cầu nguyện đầy nước mắt của mẹ ông Monica mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để bắt ông từ bỏ những lối sống hoang đàng của mình khi còn là một thanh niên và hướng tấm lòng của ông về ân điển của Đức Chúa Trời trong phúc âm. Tương tự như vậy, John Newton, tác giả của Amazing Grace, được nuôi dạy bởi một người mẹ tin kính và một người cha không tin kính. Từ mẹ của mình, ông đã học thuộc lòng các bài thánh ca, các câu trả lời giáo lý và kinh thánh, tất cả trước khi bà qua đời khi ông mới 7 tuổi. Đó là những bài học đầu tiên mà Chúa đã gợi lại trong tâm trí ông khi còn là một chàng trai trẻ và đã cứu ông khỏi cuộc sống buôn bán nô lệ và trụy lạc. Mặc dù cha và ông của Charles Spurgeon đều là mục sư, nhưng trong các bài giảng và sách của mình, ông thường đề cập đến ảnh hưởng tinh thần của mẹ mình đối với ông. Ngay cả khi đời sống gia đình đầy khó khăn và thử thách, người mẹ theo đạo đúng Christ vẫn có cơ hội tuyệt vời để ảnh hưởng con cái mình theo đạo đấng Christ. Vào một dịp nọ, Eliza Sivis đã cầu nguyện những lời này trước mặt các con của bà. Lạy Chúa, giờ đây nếu các con tôi tiếp tục phạm tội thì không phải vì thiếu hiểu biết mà chúng bị diệt vong, và linh hồn tôi phải nhanh chóng làm chứng chống lại họ vào ngày phán xét nếu họ không nắm giữ đấng Christ. Charles Spurgeon sau đó đã viết về lời cầu nguyện đó, lưu ý rằng ý nghĩ về việc một người mẹ nhanh chóng làm chứng chống lại tôi đã xuyên thấu lương tâm và khuấy động trái tim tôi. Tiếng gọi làm mẹ quả là một tiếng gọi cao cả, ngay cả khi đời sống gia đình đầy khó khăn và thử thách, người mẹ theo đạo đấng Christ vẫn có cơ hội tuyệt vời để ảnh hưởng con cái mình theo đấng Christ. Gia đình của cô ấy là cánh đồng truyền giáo của cô ấy. Và giống như tất cả những người truyền giáo trung thành, cô ấy nên tin cậy Chúa sẽ ban ân điển để đáp ứng tất cả những thử thách khi cô ấy tìm cách nắm bắt tất cả các cơ hội để tác động đến thế hệ đang vươn lên bằng phúc âm. Hãy dùng những năm quý giá này để chúc phúc cho gia đình của bạn. Đừng lãng phí cơ hội để nói những lời đơn giản này. Tôi tự hào về sự kiên trì của bạn. Tôi thích xem cách bạn quan tâm đến các anh chị em của mình. Hay cảm ơn anh vì đã là một người chồng tuyệt vời. Các bà mẹ cơ đốc, hãy tôn trọng và khuyến khích gia đình mình và đừng lãng phí một ngày nào vào việc băn khoăn không cần thiết. Khi bạn muốn đầu hàng, hãy nhớ cách Nehemi đáp lại Sanballat khi ông cố đánh lạc hướng ông.
Tôi bận làm công trình lớn, không hề xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông? Nehemi đoạn 6 câu 3. Có rất nhiều tấm gương về những người mẹ trong Kinh Thánh đã thể hiện đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời khi họ nuôi nấng con cái mình với lòng can đảm và sự tin kính. Khi bạn cầu nguyện và cầu thay cho con cái của mình, cầu xin tấm gương của những người mẹ này mang đến cho bạn hy vọng và sự soi dẫn để phục vụ Chúa với tư cách là một người mẹ với niềm vui và đức tin. Khi công việc của một người mẹ tin kính được thực hiện một cách khiêm nhường và vì Chúa, thì Chúa sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của những đứa con của bà. Thế giới không tin kính được vẽ ra bởi những giai đoạn nhất thời, và vẻ đẹp bên ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy hoặc hiểu được vẻ đẹp bất tử do ảnh hưởng của một người mẹ tin kính. Khi người mẹ hợp tác với Đức Chúa Trời, con cái của họ không những sống tốt với cuộc sống trong thế gian không tin kính mà còn có tương lai trên trời đời đời. Amen.